3 tháng đầu năm 2023, nhà máy thủy điện Ngàn Trươi ở huyện Vũ Quang đã vận hành an toàn ổn định, phát lên lưới khoảng 6 triệu kWh điện, doanh thu ước đạt 15 tỷ đồng. Nhà máy có tổng công suất 25,5 MW, bao gồm 4 tổ máy phát điện. Để đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong giai đoạn nguồn điện dự báo thiếu hụt trong mùa nắng nóng năm nay, công ty cổ phần thủy điện Ngàn Trươi đã triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp kỹ thuật tăng cường bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị theo quy định để tiếp tục vận hành an toàn ổn định. Năm 2023, nhà máy thủy điện Ngàn Trươi phấn đấu sản xuất 73 triệu kWh điện, doanh thu đạt trên 80 tỷ đồng, đóng nộp ngân sách nhà nước khoảng 25 tỷ đồng.